Rồi chào các bạn mình đến với phúc từ hpfrosa.com ngày hôm nay thì uh, Chính xác hơn là ngày hôm qua, ngày 4 tháng 11 đó, thì Adobe đã chính thức cho ra mắt Photoshop CC 2020 chính hãng Ở Mình biết trước trước cái ngày 4 tháng 11 thì đã có nhiều cái nguồn link chia sẻ về cái Photoshop 2020 rồi Nhưng mà bởi vì nó xuất phát từ một cái quốc gia láng giềng Uh, cho nên là mình cũng không tin tưởng gì để mà mình cài nhưng mà hôm nay thì Adobe đã chính thức ra mắt rồi thì mình đã tải về và chúng ta cùng review thử coi những cái tính năng chính uh, mà Adobe đã giới thiệu là gọi là đinh gọi là cái cái tính năng đinh á tạo sự khác biệt với những phiên bản trước á, nó thực sự nó hiệu quả như thế nào thì chúng ta cùng theo dõi để chúng ta review thử coi những chức năng đó nhé nhưng mà trước khi vào video nếu như là lần đầu các bạn đến với kênh của mình thì quên kéo xuống xíu nhớ subscribe đăng ký và nhấn nút chuông nhỏ nhỏ bên cạnh shop để không bỏ lỡ bất kỳ video nào mình ra trong tương lai nhé à, với cả lên website của mình á có nhiều cái sản phẩm reset rồi dịch vụ các thứ đồ trên website HP com nhiều lắm ok vô video thôi <laughs> Rồi, OK. Giờ chúng ta cùng tiến hành chúng ta mở phần mềm nhé. Thì đây chính thức là Adobe đã để mã là 2020 rồi. Thì uh, uh, đồng thời đã bỏ luôn cái chữ CC đi rồi. Hồi trước thì giống như kiểu mới ra cái Creative Cloud á, thì Adobe người ta cố tình người ta để cái chữ CC để dạng như là nổi bật cái chức năng Creative Cloud. Nhưng mà hiện tại thì chắc phải qua cỡ 3 phiên bản, ba bốn phiên bản rồi từ 2015 rồi. Cho nên là bây giờ người ta đã bỏ luôn cái chữ CC để cho nó đỡ phức tạp. À, thì chúng ta có cái uh, Adobe Photoshop 2020 Ngăn gọn vậy thôi Thì đây là màn hình của mình uh, Có một cái tính năng mà for Adobe nó nói trước là Nó có cái cloud gì đó với lại cái Photoshop ở trên iPad Tuy nhiên là mình biết chắc là không có nhiều anh em sử dụng iPad Cho nên là mình sẽ không có quan tâm gì về cái chức năng đó ha Mình sẽ mở một cái bức hình bất kỳ uh, Desktop Mình sẽ thử uh, demo Thử bằng hình này đi ha Nhảy đi, mình không biết tác giả là ai Có lẽ là mình sẽ để cái tên tác giả dưới phần description, phần mô tả Thì uh, trước mắt thì mở một bức hình nhưng mà mình cảm thấy nó hơi dịch <laughs> Mình đã sử dụng một con Macbook Pro 2013 gọi là cũng ok Thì ok, thì đây chúng ta cùng lướt qua những cái tính năng gọi là mới của nó nhé Đầu tiên là chức, chức năng Object Selection Tool Cái này thì mình mới lên một bài viết ở trên website của mình trên HP Pro Shop là cái tựa đề giật tít á, là kêu là bà nội các bạn cũng có thể sử dụng Photoshop được <laughs> thì đại khái là nó ừ, là chức năng này đó rồi chức năng là gì là Object Selection Tool thay vì hồi trước nó là cái đời phiên bản 2018 á thì nó mới ra là Select Subject có nghĩa là gì nghĩa là click một phát là nó sẽ tự động xác nhận uh, con AI của Adobe nó sẽ tự động xác nhận coi là Ừ đâu là cái khu vực uh, gọi là cái chủ thể để mà nó tự động nó lấy ra. Tuy nhiên khi mà mình muốn lấy cục bộ ví dụ như là mình muốn lấy chính xác là ở vị trí này. Ví dụ như là chúng ta có nhiều object chẳng hạn vậy như ở đây có hai object đi là cô dâu với lại chú rể. thế giờ mình chỉ muốn lấy chú rể thôi. Đó thì mình sẽ sử dụng cái object này, object selection này, mình bôi quanh cái vị trí chú rể và tự động nó sẽ uh, chạy đó các bạn có thể thấy là chúng ta đã có thể tự động nó lấy được cái vị trí của chú rẻ khá là hay ha Mình có thể sử dụng thêm một cái hình khác coi sao à, Lấy một cái hình khác coi hình nào nó Ví dụ như là hình này đi Ha hình này đi Rồi Ví dụ như ở đây là mình muốn lấy à, Các bạn muốn lấy cái gì Ví dụ như là ở trong này, ví dụ như là với chức năng cũ đi là Select Subject ha Mình bấm Select Subject một cái Thì tự động nó sẽ chọn tất cả những cái uh, object ở trong hình Còn như đây nó tự động nó chọn, còn đây thì cái Select Object Selection Tool này á Ví dụ như là đây mình muốn lấy, uh, mình muốn lấy chính xác cái vali này chẳng hạn vậy thì mình sẽ dụng Select này Mình sẽ bôi quanh cái vali Đó và thả chuột ra và ngay lập tức nó sẽ chạy thôi, đó thì mặc định thì nó sẽ là rectangle nghĩa là nguyên một cái hình uh, hình vuông đó, ví dụ như là mình lấy cái ly uh, cà phê Milano này đi. đó mặc định nó sẽ là hình vuông thì để cho nó dễ hơn thì các bạn có thể chọn ở trên này chúng ta chọn là lasso tool ha thì chúng ta sẽ chọn cái đã cho nó dễ ha chúng ta chọn cái vị trí ví dụ như là ở đây mình muốn lấy cô dâu chẳng hạn vậy chúng ta sẽ bôi quanh bôi quanh bôi quanh bôi quanh cô dâu đấy cô dâu đây rồi đó và thả chuột ra thì tự động nó chọn cúi dầu khá là dễ đúng không tất nhiên đây chúng ta sẽ còn phải sử dụng select and mask thì cái với công cụ này nãy giờ mình sử dụng thì mình cảm thấy nó hơi nó khá là tiện nó rất là tiện bởi vì nó gọi là gọi là tính năng nâng cao của thằng select object rồi tuy nhiên đối với mình thì cái khả năng select của nó nó cũng chưa gọi là <laughs> chưa gọi là tốt lắm bởi vì các bạn thể thấy là với những cái kiểu như vậy này nó contrast nó tương, tương đối nó gần gần giống giống nhau á thì có vẻ như là Adobe nó chưa có làm thực sự là ngon lành ở chỗ này. đối ví dụ như zoom vô thì nó đỡ đỡ này. Đó. Rồi thì đó là tính năng thứ nhất đó là object section tool. Rồi, cái tính năng thứ hai là ở trong phần property thì đã Adobe đã cho chúng ta một cái nhiều cái tùy chọn hơn bao gồm là rule and grid nè, tức là cái uh, thành thước để chúng ta có thể bật tắt cái thành thước ở đây. Rồi bật cái grid này lên rồi uh, kiểu thế nhưng mà đại khái là đối với mình thì cái này nó không có gọi là <laughs> tiện cho lắm uh, Quick action thì chúng ta có thêm một cái trim crop các thứ đồ ngay ở trên này luôn Thì chúng ta không cần phải vô edit uh, image rồi chọn uh, image size các thứ đồ uh, Bấm vào cái property đấy thôi Property ở đâu? Các bạn có thể vào window nè Và chúng ta chọn cái property Đó thì nó sẽ bật cái panel property lên cho chúng ta Trong này nó có một số cái nâng cấp Tuy nhiên cái này mình không thấy nó gọi là gọi là có gì gọi là có gì nó 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 nổi bật ok rồi ok chúng ta quay tiếp tục tới cái tính năng thứ hai đó là cái tính năng tên là content aware fill à, đối với adobe thì nó nói là với cái tính năng này á, thì nó đã nâng cấp à, nâng cấp cái um, cái 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 khả năng xử lý của cái thằng uh, content aware fill này thì cái cách sử dụng như sau các bạn sẽ ví dụ như là đây mình muốn uh, mở rộng cái phạm vi này ra đi hoặc là mình muốn uh, bôi uh, cho bay màu uh, cô dâu à thôi bay cô, cô dâu dễ thương không nên cho bay màu cho bay màu uh, chú rể chẳng hạn thế thì đây mình sẽ chọn chú rể này và chúng ta sẽ vào edit chọn là content aware fill ha content aware fill thì ngay lập tức chúng ta sẽ có một cái uh, mới như thế này đó thì đây chúng ta có thể chọn auto để ngay lập tức nó photoshop đó nó sẽ tự động nó select này ở đây là cái 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 vùng màu xanh là cái vùng mà photoshop nó sẽ lấy mẫu và nó lấp vào phần chú rể còn những cái uh, phần khác thì tự động nó sẽ <laughs> lặp lại thì các bạn có thể chọn thêm những cái tùy chọn ở đây về màu sắc rồi về cái cách thức mà nó lấy mẫu rồi ví dụ như là các bạn muốn uh, lấy mẫu ở khu vực khác chẳng hạn vậy thì các bạn có thể chọn cái custom để chúng ta xử lý luôn thì chúng ta có thể tự chọn cái khu vực mà các bạn muốn lấy mẫu ha tuy nhiên ôi oh, các bạn không biết các bạn nghe cái gì không ta đây mình thử cho các bạn nghe này hả à, cái nào uh, rồi cái 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 máy của mình nó đang bắt đầu nó kêu <laughs> cái máy của mình đang bắt đầu kêu rồi ví dụ mình không có lấy cái này đi và mình sẽ ví dụ như là mình muốn mở rộng khu vực này ra chẳng hạn vậy mình sẽ bôi hết chỗ này sau đó mình sẽ vào edit chọn uh, content aware fill đó ở đây thì uh, mình muốn uh, lấy những cái mẫu ở khu vực này đó ví dụ mình đang sử dụng là custom chẳng hạn vậy mình muốn lấy mẫu ở khu vực này kéo lên đó xong rồi uh, tự động nó sẽ lắp nó nó nhanh 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 lên và nó sẽ tự động lắp vô cái phần mà thiếu rồi ví dụ như là mình muốn uh, bỏ cái phần này đi đi Ví dụ mình muốn nhân đôi cô dâu chú rể ra thì sao nhỉ? Ví dụ là mình muốn lấy mẫu ở khu vực cô dâu Đó, mình sẽ lấy mẫu ở khu vực cô dâu xem nó xử lý như thế nào Đó, nó sẽ banh chành luôn Ok, đại khai với tính năng này thì mình cảm thấy nó khá là hay Tuy nhiên á, là Mình không biết là Adobe nó có tối ưu cái thằng này hay không Bởi vì mình đang cảm thấy nó Chiếm dụng CPU hơi nhiều Bởi vì máy của mình nó đang bắt đầu nó kêu lên khá là kinh Cho nên là mình phải tắt cái tắt cái chức năng này đi sớm thôi <laughs> Rồi ok ừ. Tính năng tiếp theo đó là cái uh, Mình đọc thấy là sự nâng cấp của cái tính năng Warp Warp là gì có nghĩa là các bạn bẻ cong cái vật thể đó Thì ở đây mình sẽ thử với lại cái lon này nha Mình sẽ thử uh, select Mình sẽ sử dụng cái object selection tool để mình tách cái lon này ra Đó tách cái lon ra rồi, đó rồi, đó mình bôi xung quanh cái lon nhé Sau đó mình nhăn lên và mình bấm Ctrl J để mà mình nhăn lên một layer mới rồi ở trong layer này á thì mình sẽ warp nó, mình sẽ bấm cần t này quay trở lại cái select này, à, quay trở lại cái Move tool cần t, ha thì nó ra một cái layer mới. Ở đây thì mình sẽ bấm cần t này, à, hồi nãy là cần J chay để ra layer mới và cần t và chúng ta sẽ bấm chuột phải các bạn sẽ thấy warp ở đây ha, warp. Rồi mặc định như là cái hồi xưa là chúng ta chỉ có uh, thay đổi ở bốn góc, có nghĩa là chúng ta có thể tăng giảm thay đổi kích thước cái lon này á đó ví dụ là làm cho nó tròn ra làm cho nó dài ra hay là rộng ra hay là hẹp đi chẳng hạn thế thì chúng ta có thể thay đổi vị trí như thế còn với lại cái phiên bản cc không không thì nó đã cho chúng ta thêm cái uh, gọi là cái um, tăng thêm điểm để chúng ta thay đổi cái, cái hình dạng của cái vật thể uh, cụ thể đây là cái lon thì ví dụ như là mình muốn nhân là grid 3 x ba chẳng hạn thế thì mình sẽ chọn là 3 x ba rồi và đây mình sẽ có thể thay đổi ở vị trí ở trong này luôn đó thì có thể có có nghĩa là chúng ta có thể thay đổi vị trí nó, thay đổi cái warp nó gọi là nó chi tiết hơn, nó nhiều cái cái ví dụ như là mình muốn split thêm ví dụ như là một cái hình dọc ở đây nữa chẳng hạn, thêm thêm cái cột dọc ở đây chẳng hạn vậy. Đây mình zoom vào cái lon cho các bạn dễ nhìn nhé. À warp này, bấm bấm Ctrl T này và chọn warp này. Đó. Thì đây mình muốn chọn những cái khác mà không phải là cái grid 3x3 chẳng hạn vậy, ví dụ như là grid 2x2 -2 thôi kiểu thế thì đây mình muốn thay đổi cái vị trí ở trong này chẳng hạn vậy đó, đó nó hơi cho cái lo nó hơi xoắn chút xíu đó và ok đó thì chúng ta sẽ có cái kết quả kiểu như thế thì đó là một cái thay đổi tương đối nhỏ cái chức năng mà mình cho là gọi là thú vị tiếp theo gọi là cuối cùng đó là chúng ta có thể convert cái uh, smart object thành một những cái layer thành cái layer nhá nó khác với lại cái hồi, hồi trước ví dụ mình, mình close cái này đi cho các bạn dễ thấy rồi à, ví dụ như ở đây mình đang có một cái hộp à, gọi là cái mockup của cái à, sản phẩm là deluxe preset chẳng hạn thế đây thì các bạn có thể thấy là chúng ta có rất là nhiều cái thành phần ở trong cái smart object này đó chúng ta tắt đi, don't save đó thì mặc định ở những cái phiên bản trước ví dụ các bạn muốn à, làm cho nó rõ ràng ra thì các bạn chỉ có một cái cách duy nhất là chúng ta rasterize layer có nghĩa là click cái là nguyên cái Smart Object này nó đổi thành Layer Tuy nhiên khi mà mình muốn ở trong CC020 thì khi mà mình muốn chuyển nó thành Layer chúng ta có thể giữ được những cái Layer ở trong cái Smart Object đó bằng cái chức năng và chúng ta bấm chuột phải và các bạn sẽ thấy ngay chức năng là Convert to Layer ngay đây. đây Convert to Layer và click cái thì các bạn sẽ thấy kết quả là đúng như quảng cáo đó là chúng ta sẽ có nó đổi cái Smart Object đó thành một cái folder đổi cái smart object đó thành một cái folder uh, thành một cái group và trong đó là những cái um, thành phần um, của cái smart object vừa rồi đó thì đó khá là hay đúng không thì đó là toàn bộ những cái um, tính năng gọi là nâng cấp của cái cc không. dĩ nhiên nó còn nhiều cái khác nữa mà các bạn có thể lên ở trên trang chủ uh, của Adobe để chúng ta theo dõi tuy nhiên đối với mình nhé thì cái phiên bản 21 chấm mấy này mình mình không nhớ mình coi thử gọi là system for cái phiên bản này là 21.0.0 chấm thì mình cảm thấy nó chưa thực sự ổn định và ví dụ như là đây mình muốn chọn tạo cái hồi nãy mình phát hiện ra là khi mình tạo cái new document thì mình gặp tình trạng như vậy mình không biết là các bạn có gặp hay không nghĩa là bật lên nó chưa tắt chớp tắt chếp tắt đó. rồi những cái uh, chức năng về cái selection với lại cái như hồi nãy là cái um, container field mình cảm thấy là nó đang chiếm dụng cái cpu khá là cao Mặc dù là mình đã bật cái, mình không nghĩ là sau này nó có thể đổi cái cái cái, cái, cái sử dụng cái đó qua thành GPU hay không à, Bởi vì đây mình đang đổ, mình đang xài là cái đang bật cái Use Graphic Professor rồi nhưng mà có vẻ như là nó sử dụng CPU nhiều quá Cho nên là nó, nó bèo máy khá là kinh và các bạn có thể thấy hồi nãy đó là nghe cái tiếng âm thanh cái quạt của cái máy của mình nó quạt lên à. Các bạn đều hiểu là CPU đang hoạt động mạnh chỗ nào rồi Hy vọng những cái điểm đó là sẽ thay đổi và làm cho cái phiên bản Photoshop nó ổn định hơn. Thì đó là overview đó là tổng quan sơ sơ một chút những cái chức năng mới mà uh, Adobe đã thêm vào. Dĩ nhiên là nó khá là dễ sử dụng thôi. Và mình đánh giá cao nhất là cái Object Selection Tool uh, và cái convert cái, cái 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 smart object thành cái folder. Thì uh, mình không biết ý tưởng các bạn như thế nào Các bạn cảm thấy cái chức năng nào gọi là các bạn cảm thấy thích nhất Thì hãy comment phía dưới cho mình biết nhé Đó là toàn bộ video này Nếu như đây là lần đầu các bạn đến với kênh của mình Đừng quên kéo xuống xíu, nhấn nút subscribe và đăng ký Và ở đây mình có thêm nhiều cái tutorial khác Các bạn hãy click vô để xem tiếp nhé uh, Và đừng quên comment cho mình biết là ở video sau Các bạn muốn mình làm vấn đề gì nhé Bye bye, đừng quên hạnh phúc từ happyphoshop.com